Em cuốn em ra đây em sẽ trái đấy. Có không nếu mà xe không chắc thì không được. Đúng rồi, tôi anh vô ra nhận nhà là anh phải cho em phải nhìn mặt bằng, anh đi anh không cần nhìn mặt bằng anh cười anh chị luôn, là anh rất là rành luôn rồi đó.